Rồi. Bắt đầu đấy. Vâng, hôm nay tôi muốn luyện chim. Đại bàng cung cánh. Rồi, nó bay lên với tôi đấy. Móng gấp sắt. Đây có máu tanh. Nó móng vuốt nó để nó quạt tay. Móng vuốt rất sắc thưa các bạn. Quạt bắt được con gì? Nó là cực sắc luôn. Đây là đại bàng. Tôi bán được thì nó bị thương. Đây là con đại bàng trị giá là không thể tính nổi. Việt Nam chắc có một con. Thả cho nó đi nhỉ. Khôn ngoan. Nhìn hai con mắt thật là khiếp sợ, toàn lông đen. Vẫn nhìn tối được. Nhìn ôi, nó nhìn tối tốt. Xoay điện vào nó đỏ. Mắt nó đỏ. Chủ yếu là nó nhìn tối. Rồi tao lái kích rồi. Không nhìn thấy nó đâu mà chỉ là chỉ nhìn nó đỏ. Đến nơi lại nó lại bay cũ đâu mất. Xong đi xa rồi lại thấy xoay điện lại thấy đỏ. Mà nó khô lắm, nó bay trên đảo, nó nhẹ nhàng, nó không có tiếng động. Con to, con già, con non. Đứng mãi lên được. Đó, nó cao. Giờ mà sấy khô vẫn nó bay được. Không bay được mấy đâu. Bọn này thì bay là thôi, rồi có gió. Nó kiểu như là chim nó ăn chim mới với ba tiền đó. Nó đồ móng chắc lắm. Móng chắc thì chắc chứ nó bé nó không chắc. Nó dừng đúng không? Mà con gì không biết. Đại bàng mới bán được vậy. Sao mặt nó dữ thế? Ừ, đại bàng mà lại. Đại bàng bay trên trời kìa. Cái gì kiểu cú mèo ấy. À, ở đâu? Cú mèo ấy. Bán được đâu đấy? Bán được. Bắt ở ngoài bến xe. Vừa bán được à? Bán được rồi. Còn đang phần dũng dưỡng nữa mà. Kiếp. Rồi đằng nhất bán được con to và lát ở đây rồi con nó ăn đi. Ui ô kìa. Thầy sợ. Cú mẹ nó ăn. Cắn làm sao được. Cú mẹ nó ăn đi. Nhất nó bán được con to ơi, to có 4 lần này, 5 lần này. Đồng mạng nó khiếp người đi. Nó là mặt mèo đấy ơi. Đây gọi là cú mèo mà đấy. Giam mấy tiền thì trông thấy sợ. Và ma chạy chạy đúng rồi chạy. Mất biết. Chẳng phải cũng hôm nay phải dòng. Thiện thế thiện ra ngoài đâu. Bác đi trước đi. Cháu phải đi sau bác. Ai nhìn thấy. Thiện thằng Giang. Đi cho cua đi đấy bèo ấy. Để sợ chạy mất đổ đấy chạy. Chạy về đây. Thiện với Giang sợ chạy về đây. Thế là nó dẫn nhà ba là đi. Hàng nghìn em không biết hả? Đùi nó lại ngon. Cái đùi đùi nó bị sao kìa. Đỏ bên đây nó bị đỏ. Tôi bảo có quan gì ui trong hai bên đỏ mà. Hạn như tôi từ nhìn nói tôi cũng hay kích. Con này con nó ngoan. Mới biết là bay thuyền đâu. Không phải yếu. Thế nó ở đâu nhỉ? Thế bảo ở bến chợ. Thế nó ở đâu nó ra bến chợ nhỉ? Chắc là mình lúc mới trong gió rồi bay mới biết bay thuyền hay bay lên đấy là giống gió mưa đâu mà là anh ta đéo bay được nữa. Thế cậu đi trong kia bỏ cậu đi. Đó, tổ chắc có một kinh là gần gần đấy. Kiếm cái gì cho nó ăn? Rồi, ăn ăn xa đi. Ăn là đéo gì được. Ngon ăn hả? Trong kinh lười, lười là mình không biết đi. Nhưng mà tụi nó bay đi được, không, nó bán mình. Nó bán đi được, bán đường nào đi bắt, nó trồng kinh người đấy đi bắt. Đi con ma. Còn bắt hay nó chết, còn bắt. Bắt đồng hay không? Dạ, hại. Hại gì? Có to bằng đá đâu. Kinh. Con này là con bí á. Cho nó quắt người tay mình.
sắc lắm. To nó mấy cân? Ở đây rồi để Nhật bán lại mấy cân? Bán là mắt. Cho nó lên này nhìn nhất thăm con em này. Chứ đâu được. 6 lần hơn 2 cân cơ mà. Hôm ấy Nhật đấy là thăm bán. Mang vào của 200 đồng. Đừng là tao ạ, ơi tao ạ. Bán mùa mắt. Là thằng này bán mùa mắt rồi thăm nhất mới bán được. Nếu nó khỏe lại. Cái mồm nó cứ đập vào nhau hay cái gì nó kêu trong tắc. Mồm quá, cái mồm quá. Lại này lại nấu ăn. Luyện cho mày. Quê nó hỏi ở đâu nhất. Trên quê vợ Nhật. Quê vợ Nhật nào. Thấy bảo thế. Cái hoài hay cái nhung? Hoài. À hoài. Cái nhung. Bé. Bé nhung. Đứa nào đấy? Đứa thứ hai. Mới 10 mấy, 14, 15. Bây giờ nó thế thôi, nhiều đứa bé ấy. Quan nhà Phương Minh đấy là cháu nhà Phương Minh đấy, coi như là lấy thằng 25 là mới 15, 16 học đi học mới mấy học sinh. Bây giờ tầm con gái tầm đây nó ăn. Còn có quay anh muối á, nó bay đi cả mẹ. Một lúc. Chạy đâu mất rồi? Nó kia rồi. Mới lên 8 xe. Đừng bị ăn rồi vào vụt nó mặt nó chết. Không đâu. Tốt rồi.